Unit 41. Where were you yesterday? Thầy phủ định. Hôm qua tôi không có ở nhà. I wasn't at home yesterday. Wasn't. Hôm qua chúng tôi không có ở nhà. We weren't at home yesterday. Weren't. Tối qua anh ấy không có ở đây. He wasn't here last night. Hôm thứ sáu, họ không có ở nơi làm việc. They weren't at work on Friday. Thể nghi vấn. Sáng hôm qua, anh ấy có ở đây không? Was he here yesterday morning? Có. Yes, he was. Hôm tháng 8, họ ở Mexico phải không? Were they in Mexico in August? Phải. Yes, they were. Hôm thứ bảy, cô ấy ở nhà phải không? Was she at home on Saturday? Không. No, she wasn't. Đêm qua, các anh ở đó phải không? Were you there last night? Không. No, we weren't. Câu hỏi bằng từ để hỏi. Hôm tháng giêng, anh ở đâu? Where were you in January? Tôi ở Ý. I was in Italy. Hôm tháng 10, cô ấy ở đâu? Where was she in October? Where was she in October? Cô ấy ở Úc. She was in Australia. Hôm thứ ba, anh ấy ở đâu? Where was he on Tuesday? Anh ấy ở trường. He was at school. Chiều hôm qua, họ ở đâu? Where were they yesterday afternoon? Họ ở phi trường. They were at the airport. Từ để hỏi, when? Anh đã ở Canada khi nào? When were you in Canada? Tôi đã ở đó vào tháng 2. I was there in February. Họ đã ở Đức khi nào? When were they in Germany? Họ đã ở đó vào tháng 3. They were there in March. Cô ấy đã ở London khi nào? When was she in London? Cô ấy đã ở đó hôm thứ năm. She was there on Thursday.
Anh ấy đã ở Paris khi nào? When was he in Paris? Anh ấy đã ở đó hôm Chủ nhật. He was there on Sunday. Số thứ tự. 1. First. 2. Second. 3. Third. 4. Fourth. 5. Fifth. 6. Sixth. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21st. 22nd. 23rd. 30th. Ngày 1 tháng Giêng. January the 1st. The 1st of January. Ngày 2 tháng 5. May the 2nd. Ngày 3 tháng 6. June the 3rd. Ngày 4 tháng 8. August the 4th. Ngày 5 tháng 10. October the 5th. Ngày 6 tháng 11. November the 6th. Ngày 7 tháng 12. December the 7th. Ngày 9 tháng 9. September the 9th. Ngày 12 tháng Giêng. January the 12th. Ngày 20 tháng 5. May the 20th. Ngày 21 tháng 8. August the 21st. Ngày 22 tháng 12. December the 22nd. Ngày 23 tháng 3. March the 23rd. Ngày 25 tháng 7. July the 25th. Ngày 30 tháng 4. April the 30th. Tôi đã ở đó vào ngày 1 tháng Giêng. I was there on January the 1st. Họ đã ở đây vào ngày 2 tháng 5. They were here on May the 2nd. Anh đã ở đâu vào ngày 3 tháng 6? Where were you on June the 3rd? Cô ấy đã ở London vào ngày 20 tháng 8. She was in London on August the 20th. Ngày, tôi đã ở Mỹ từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 30 tháng 12. I was in America from September the 21st to December the 30th.